Kính thưa quý vị, ở số trước chúng ta đã biết được cuộc phản công chiến lược ngày 22 tháng 12 năm 1978, và chỉ sau 15 ngày, quân đội Việt Nam ta đã đánh tan đội quân Khmer Đỏ, giải phóng thủ đô Phnom Penh. Vậy vì sao quân đội Việt Nam lại có thể chiến thắng trong thời gian nhanh như vậy? Chúng ta cùng lịch sử quân sự đi tìm hiểu câu trả lời qua video số này. Để trả lời câu hỏi này, cái dễ thấy nhất là sự chênh lệch khá xa về quân sự giữa hai bên. Cuộc phản công biên giới Tây Nam có thể nói mà chiến dịch mà quân đội nhân dân Việt Nam huy động đến mức cao nhất kể từ khi thành lập. Quy mô sử dụng lực lượng trong chiến dịch này còn hơn cả chiến dịch Hồ Chí Minh, là chiến dịch lớn nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức 5 cánh quân tấn công vào Sài Gòn Gia Định. Mỗi cánh quân có quy mô 1 quân đoàn. Tổng số vũ khí, trang bị hạng nặng được huy động cho chiến dịch này là 265 xe tăng, 127 xe thiết giáp, 241 pháo xe kéo, 88 pháo mang vác và hơn 400 pháo cao xạ. Đến chiến dịch phản công biên giới Tây Nam, Việt Nam đã tung vào 3 quân đoàn, đó là các quân đoàn 2, 3, 4 và 3 quân khu là các quân khu 5, 7, 9. Mỗi quân khu, quân đoàn này có lực lượng gồm 2 đến 3 sư đoàn bộ binh và nhiều trung đoàn, lữ đoàn binh chủng khác. Các vũ khí hạng nặng nhiều hơn hẳn chiến dịch Hồ Chí Minh. Cụ thể là sử dụng 600 xe tăng và xe bọc thép, hơn 400 pháo cỡ lớn, 139 máy bay, 10.000 ô tô và hàng trăm tàu thuyền. Sự khác biệt về vũ khí trang bị giữa hai chiến dịch không phải chỉ là về lượng mà còn khác hẳn về chất. Khi phản công biên giới Tây Nam có không quân và hải quân hiệp đồng với lực lượng trên bộ, trong khi đó quân đội Bôn Bốt ước tính có 23 sư đoàn, trong đó ngoài các sư đoàn bộ binh còn có một sư đoàn thủy quân lục chiến, một sư đoàn không quân. Các sư đoàn bộ binh của Khmer Đỏ cũng là những đơn vị binh chủng hợp thành có pháo binh và xe tăng với vũ khí trang bị chủ yếu sản xuất từ Trung Quốc. Riêng sư đoàn không quân Khmer Đỏ chủ yếu chiến đấu như bộ binh vì thiếu phi công. Tuy số lượng sư đoàn là 23, nhưng theo một số nguồn tin thì quân số của các sư đoàn này của Khmer Đỏ đã bị sứt mẻ nhiều do chiến đấu với quân đội Việt Nam từ thời gian trước, và biên chế của mỗi sư đoàn Khmer Đỏ chỉ bằng nửa quân số một sư đoàn Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam không chỉ có ưu thế khi so sánh từng các đơn vị tương đương, mà còn có ưu thế về sức mạnh hiệp đồng quân binh chủng mà phía quân Khmer Đỏ không có. Chẳng hạn như trên các hướng chiến dịch, bộ đội Việt Nam có xe tăng đột kích, có pháo lớn các cỡ của cấp quân đoàn, sư đoàn yểm trợ, có yểm trợ hỏa lực từ trên không với các máy bay ném bom hoặc sử dụng trực thăng vũ trang bắn rocket. Khi gặp sông suối cần phải vượt qua thì có công binh bắc cầu. Trường hợp sông lớn như sông Mekong thì đã có hải quân hỗ trợ. Để chứng tỏ giá trị của không quân và hải quân, đơn cử một vài ví dụ. Theo các tài liệu lịch sử, tính từ ngày 22 tháng 12 năm 1978 đến ngày 17 tháng 1 năm 1979, không quân đã hoạt động 54 đợt, đánh 99 trận với 627 lần xuất kích. Trong đó có 52 lần là trực tiếp đánh. Do không quân của Khmer Đỏ còn đang ở giai đoạn đầu xây dựng, cho nên không quân Việt Nam gần như kiểm soát bầu trời và bay yểm trợ rất đắc lực cho lực lượng mặt đất. Thậm chí có những khi chỉ pháo của không quân đã đánh trúng vào các đầu não của các chỉ huy đối phương. Chẳng hạn như ngày 23 tháng 12 năm 1978, 9 chiếc tiêm kích F5 mang bom của trung đoàn 395 đã đánh bom trúng sở chỉ huy sư đoàn 703 và trận địa pháo binh Khmer Đỏ tại phía nam rừng Hòa Hội 7 km. Còn dấu ấn của hải quân trong chiến dịch này thể hiện ở hai sự kiện. Một là cuộc đổ bộ đường biển lớn nhất lên bãi biển Tà Lơn do hạm đội 171 và hải đoàn 127 thực hiện. Các tàu của hai đơn vị này đã đưa lực lượng hải quân đánh bộ 101 và lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 đổ bộ thành công vào tối ngày 6 tháng 1 năm 1979. Cuộc đổ bộ lịch sử này thành công, ngoài việc tiêu diệt toàn bộ lực lượng hải quân của Khmer Đỏ, nó còn bóp nghẹt con đường tháo chạy ra biển của quân Khmer Đỏ. Sự kiện thứ hai là trung đoàn giang thuyền 962 của hải quân đã sử dụng 40 tàu thuyền để đưa sư đoàn 4 vượt bến Phan Đích Luông trên sông để tấn công thủ đô Phnom Penh trong tối ngày 6 tháng 1. Nhờ có trung đoàn giang thuyền này, quân đoàn 4 đã vượt qua được sông Mekong để tiến vào thủ đô Phnom Penh ngày 7 tháng 1, sớm hơn kế hoạch do Bộ Tư lệnh Chiến dịch đề ra một ngày. Tất nhiên, vũ khí trang bị là một điều quan trọng trong chiến đấu,
nhưng chúng ta vẫn thường nói vũ khí là do con người sử dụng, cho nên không thể không nói đến vai trò của người chiến binh và chiến thuật của họ. Đối mặt với quân đội Việt Nam được trang bị mạnh và vừa mới trải qua chiến tranh nhiều năm, quân Khmer Đỏ thì được Trung Quốc tư vấn sử dụng chiến thuật du kích để đối phó. Phương châm tác chiến của chúng tóm gọn có 16 chữ là: địch tiến ta lùi, địch dừng ta quấy, địch mệt ta đánh, địch rút ta truy. Trong suốt thời gian đầu gây hấn xung đột, quân đội Khmer Đỏ tung lực lượng áp sát vào các vị trí phòng thủ Việt Nam trên tuyến biên giới, dùng các thủ đoạn bắn tỉa, gài mìn, pháo kích để tiêu hao lực lượng Việt Nam. Khi bị đánh trả thì bọn chúng tháo chạy để bảo toàn lực lượng, nhưng khi lực lượng ta dừng lại thì bọn chúng lại bu đám quấy rối. Tổng kết tình hình này, một vị tướng ở quân khu 5 có nói: nó đánh ta như ta đánh Mỹ, ta đánh nó như Mỹ đánh ta. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam là những người đã vận dụng chiến thuật du kích đến cao độ trong thời kỳ chống Mỹ, cho nên có những cách thích nghi và khắc chế cách đánh của quân Khmer Đỏ cả về mặt chiến thuật và chiến lược. Về mặt chiến thuật, trong hồi ký cuộc chiến tranh bắt buộc, Đại tá Nguyễn Văn Hồng có chép lại lời kết luận của hội nghị rút kinh nghiệm do quân khu 5 tổ chức tại Pleiku, trong đó tổng kết rằng: về phía ta, khi tiến công căn cứ, nhất là những căn cứ nằm sâu trong hậu phương địch, có công sự sơ sài và vật cản giản đơn, chỉ cần phải tạo yếu tố bất ngờ, sử dụng đột kích chính diện vừa phải mà tăng lực lượng vu hồi, tấn công bên sườn và sau lưng. Cần thiết thì có thể tạo thế bao vây vòng trong, vòng ngoài, có khi dùng cả mìn để tạo thế bao vây không cho chúng chạy thoát. Ngay trong chiến đấu phòng ngự cũng phải thể hiện tư tưởng tiến công bằng những hành động cụ thể như công sự trận địa vững chắc, bố trí vật cản, hệ thống hỏa lực chặt chẽ, nhất là phải có lực lượng cơ động thoát ra bên ngoài, tiến công bên sườn và phía sau đội hình địch. Kết luận trên đây đã phác thảo ra các biện pháp khắc chế thủ đoạn của đối phương. Khi ta tấn công thì chú trọng bao vây diệt gọn, không để quân địch tan ra rồi lại bu bám quấy rối. Khi ta phải phòng thủ thì không phòng ngự bị động, mà phải luôn bố trí lực lượng cơ động ở ngoài để sẵn sàng đánh vạt sườn đội hình quân địch khi chúng tấn công vào chốt phòng ngự của ta. Về mặt chiến lược, sau một thời gian kiên trì đề nghị đàm phán hòa bình không có kết quả, Việt Nam đã hạ quyết tâm đánh lớn để tiêu diệt tập đoàn Pol Pot, chứ không phải chỉ tiến hành một chiến dịch phản công để đẩy quân Khmer Đỏ ra khỏi biên giới. Mục tiêu chiến lược này khiến cho thủ đoạn du kích của quân đội Pol Pot mất tác dụng, bởi vì quân đội Việt Nam tiến một mạch đến thủ đô. Việc quân đội Việt Nam tiến đánh quyết liệt là điều nằm ngoài sự liệu của Pol Pot. Trong một bản nghị quyết hồi tháng 6 năm 1977, Bộ Sậu của Khmer Đỏ nhận định như thế này: về phía quân sự của An Nam, có quân đội mạnh, có kinh nghiệm chiến đấu, trang bị phương tiện nhiều, song sau khi thống nhất thì tinh thần quân đội sút kém. Tuy mạnh về quân sự nhưng lại yếu về chính trị, đang gặp nhiều khó khăn nên không đủ sức đánh lại ta. Về chiến lược thì bị kiềm chế, không dám tấn công sâu qua đất nước Campuchia. Những tính toán và đánh giá của Pol Pot được Thiếu tướng Bùi Cát Vũ phân tích rõ hơn khi viết trong ký sự đường vào Phnom Penh như thế này: thật ra, trong thâm tâm chúng nhận định rằng lực lượng cách mạng ta không đủ sức và không dám tấn công toàn diện, mà nếu chỉ giải phóng đến bờ sông Mekong để lập căn cứ cho mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia thì lực lượng cách mạng sẽ xa lầy đến ngực, vì vùng này toàn là rừng, ít dân, nếu chúng lùa dân đi nữa thì là vùng không có dân, kinh tế không có gì, đường xá rất ít, phạm vi rộng, hậu phương xa, ta sẽ tiêu tốn rất nhiều sức người sức của, không thể nào chịu nổi trong cuộc chiến tranh lâu dài. Chừng ấy, chúng ta hồ giành chủ động ở biên giới phía Bắc, phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính vì hồ rõ toan tính chiến lược của tập đoàn Pol Pot, Bộ Thống soái Việt Nam đã quyết tâm đánh cuộc chiến lớn, đánh tiêu diệt, nỗ lực mà kẻ địch cho rằng chúng ta không thể vượt qua. Chính vì vậy, Việt Nam ta mới huy động lực lượng của 3 quân đoàn, 3 quân khu cùng cả hải quân và không quân đồng loạt đánh trên toàn tuyến biên giới. Do quá tự tin vào nhận định tình hình của mình, tập đoàn Pol Pot chỉ chú trọng ở biên giới mà trong nội địa thì rất sơ hở. Trước đây, quân Việt Nam qua đánh trả cũng không đi sâu vào trong nội địa Campuchia. Quân Khmer Đỏ có điều kiện vào sâu để củng cố quân lực rồi lại nóng lên quấy rối. Nếu cứ đánh củ cưa như vậy mãi thì cái điều mà Pol Pot toan tính là hy sinh 2 triệu người Campuchia để tiêu diệt 50 triệu người Việt Nam sẽ xảy ra. Khi quân đội Việt Nam đánh lớn, không dừng lại thì Pol Pot bị choáng ngợp. Và khi phòng tuyến ở biên giới bị chọc thủng thì xuất hiện tình trạng binh bại như núi lở.
nhanh chóng bị tan rã. Tuy vậy, điều đáng tiếc là quân đội Việt Nam khi đó chưa bịt được biên giới Thái Lan-Campuchia để bắt sống các yếu nhân của tập đoàn 44. Điều thứ ba khiến quân đội 44 bị tan rã rất nhanh chóng và cũng là một yếu tố rất quan trọng, đó là tập đoàn Khmer Đỏ đã gây quá nhiều tội ác man dợ trên đất nước Campuchia, khiến cho ngay cả nhân dân nước này cũng chán ghét muốn lật đổ chúng. Xét cho cùng, quân đội nào cũng phải dựa vào nhân dân, quân như cá, dân như nước, nước cạn thì cá chết là đạo lý rất giản dị. Kính thưa quý vị, trên đây là một số lý do đưa đến thắng lợi thần tốc của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch phản công biên giới Tây Nam. Trong các lý do trên đây, quan trọng nhất đó là lý do thứ ba. Do đó, cuộc tiến công sang Campuchia của quân đội nhân dân Việt Nam mới có tính chính nghĩa là giúp một dân tộc thoát khỏi họa diệt chủng. Ngày nay, một số người ở Việt Nam nhưng do tiếp thu các luận điệu tuyên truyền của Trung Quốc và nước ngoài lại nghĩ rằng Việt Nam tiến quân sang Campuchia năm 1979 là nhằm ý đồ nuốt chửng Campuchia để lập liên bang Đông Dương. Những lý lẽ để phản bác lại luận điệu này thì quá nhiều, nhưng chỉ xin nói một điều rất hiển nhiên: nếu như tập đoàn 44 không bị nhân dân Campuchia căm hận, thì với sự trợ giúp của Trung Quốc, Thái Lan rồi nhiều cường quốc phương Tây như vậy, làm sao Việt Nam có thể đánh bại chúng có thể nhanh chóng đến như thế? Còn về việc vì sao bộ đội Việt Nam ở lại Campuchia 10 năm mới rút, thì chính ông Hun Sen đã trả lời thẳng cho các báo chí quốc tế rằng đó là do chính phủ Campuchia yêu cầu Việt Nam như thế, bởi vì nếu quân đội Việt Nam rút ngay trong năm 1979 thì tàn quân 44 sẽ ngóc đầu dậy và lực lượng của ông Hun Sen sẽ không chống nổi. Xét thấy rằng nếu rút ngay, tàn quân 44 ngóc đầu dậy và có thể sẽ phải chiến tranh lần nữa, cho nên Việt Nam đã ở lại để truy quét tàn binh 44 và xây dựng quân đội Campuchia. Đến lúc quân đội Campuchia đủ cáng đáng nhiệm vụ mới rút hết. Trên đất nước Campuchia vừa được giải phóng, trọn niềm vui tràn ngập là những nỗi lo đè nặng lên chính quyền Cộng hòa Nhân dân Campuchia non trẻ. Một mặt là tàn quân Khmer Đỏ bắt đầu nổi lên đánh phá khắp nơi, mặt khác là sự kiệt quệ của một đất nước hầu như chẳng có gì sau chế độ diệt chủng 44. Cái đói, cái đau uy hiếp sinh mạng của hàng triệu người dân sống sót. Trong bối cảnh đó, ngày 18 tháng 2 năm 1979, tại Phnom Penh, trong chuyến thăm cấp nhà nước, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thay mặt chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết một hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác dưới chính phủ Campuchia mới. Đây được xem là lời cam kết của Việt Nam về một sự giúp đỡ toàn diện trong việc tái thiết đất nước Campuchia trên tất cả các lĩnh vực quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, v.v. Hiệp ước cũng chính thức mở đường cho sự hiện diện của quân tình nguyện và đoàn chuyên gia Việt Nam trên đất nước Campuchia trong sự nghiệp quốc tế cao cả. 10 năm gian khổ, mất mát, hy sinh, bảo vệ, hồi sinh dân tộc Campuchia trước sự chống phá quyết liệt của Khmer Đỏ và sự bao vây cô lập của các thế lực quốc tế. Còn quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.